Chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đang quay lại kênh Weekend Food cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ quay lại một chủ đề ẩm thực mà rất lâu rồi Weekend Food chưa có làm, đó là món cái chủ đề về món ong các bạn nhà nha. Cho tập này sẽ là món hải sản rất là thơm ngon các nhà ơi, đó là món cua fashi hay còn gọi là cua nhồi núp lò các bạn, rất thơm và ngon và vị thì ăn y chang bên châu Âu các bạn nha. Đó, với từng lớp phô mai bé béo ăn kèm với từng miếng thịt cua, quá tuyệt vời các nhà ơi. Và nguyên liệu chúng ta sẽ có là hai con cua cả nhà nha, khoảng 60 lạng các bạn đó. Rồi mình sẽ chuẩn bị thêm hành bao rô là 50g cùng với cần tây là 50g cùng với một lá chanh các bạn nha. Và mình sẽ sử dụng thêm luộc băng trắng, thì đây là những nguyên liệu mình sẽ nấu các bạn, nấu luộc cái con cua các bạn nha. Thì con cua này mình sẽ xử lý nó bằng cách các bạn có thể dùng dao á, mình đâm ngay ở phần kiếm của nó các bạn đó, rồi mình tách ra là mình dùng dao á, mình dùng kéo cũng được, nó bị đơ tức là xong các bạn nha. Thì các bạn cứ rửa sạch sẽ con cua thôi. Ok, tiếp theo sau khi rửa sạch cua mình sẽ chuẩn bị một nồi nước khoảng 2 lít các bạn nha. Mình sẽ cho các nguyên liệu như cần tây với hành bao rô các bạn nha. Đó, mình sẽ nấu sôi hỗn hợp này lên, sau đó mình sẽ bỏ chanh cùng với đũa vào, sau đó mình sẽ cho cua vào các bạn nha. Khi mình nước sôi mình cho cua vào các bạn để mình luộc các bạn. Đó, ok, và sau khi nước sôi rồi các bạn thấy không, đó, mình sẽ cho một chút rượu cùng với hai chú cua mình đã xử lý sạch sẽ rồi, bây giờ mình cho vào các bạn nha. Thì thời gian luộc các bạn có thể luộc thời gian khoảng tầm 10-15 phút các bạn, cho nước chua nó chín hoàn toàn các bạn nha. Ok, sau gần 15 phút trôi qua thì cua đã chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ cho lấy cua ra và ngâm cua vào thao nước lạnh để cua giữ được chất ngọt các bạn nha. Và sau đó mình sẽ rửa kỹ lần nữa. Tiếp tục mình sẽ lấy thịt cua ra cả nhà nha. Ok, và thường là hai cua này mình sẽ sử dụng được khoảng tầm 4-5 cái máy các bạn. Các bạn nào có máy cua hoặc máy ghẹ thì ở đây sử dụng nha. Thì các bạn cũng vậy, mai mình sẽ rửa sạch sẽ, mình sẽ cho vào cái nước sôi mình đã nấu cua đó, để mình khử trùng các bạn nha. Đó, ok, cua sau khi đã mình đã làm rửa sạch sẽ lại các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy cái phần thịt cua ra trong các bạn nha. Đó, càng thì là càng nhỏ càng lớn mình sẽ đập ra và trong thịt lấy hết các bạn nha, chỉ trừ mỗi cái mai các bạn. Đó, để lát mình làm cái cua nhồi vô cái mai các bạn nha. Đó, bạn nhớ lưu ý nha, mình phải lấy hết thịt nha, và những cái phần mà xương dâm ở trong á, cẩn thận các bạn, nó mà còn lại sẽ ăn sẽ khó chịu các bạn nha. Đó, ok, thì thịt cua mình đã lột xong rồi các bạn. Đó, và đây là những nguyên liệu mình sẽ cắt nhỏ các bạn nha, như là cần tây nè, hành bao rô nè, táo nè, dưới nấm các bạn. Đó, mình sẽ cắt nhỏ những nguyên liệu này thành những thành hạt lựu nhỏ các bạn nha. Đó, để lát mình sẽ nấu và mình sẽ trộn chung các bạn những nguyên liệu này á, mình xào lên á, mình sẽ trộn chung vô, mình nhồi vô cái phần cua các bạn. Đó, thơm ngon cả nhà nha. Ok, và nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi nha. Thì gia vị sẽ có một tí xíu muối, 1 gram muối, 1 gram tiêu cùng với nửa lam lá thêm. Thì ở đây muối các bạn nào thấy mặn thì có thể bỏ qua các bạn nha. Dần tiêu lá thêm tạo mùi thơm các bạn. Và mình sẽ có là 150g phô mai bảo các bạn, phô mai mozzarella đó, tạo cái chất cách dính cho phô mai các bạn, rất là ngon các bạn nha. Và mình sẽ đã lọc sẵn các bạn được 200g thịt cua các bạn nha. Rồi, thì ở đây mình sẽ chuẩn bị sẵn là 5 loại nguyên liệu để mình trộn chung, đó là táo các bạn, rồi nấm nè, nấm mật ngư các bạn nha, đó, táo Mỹ, nấm mật ngư đó, cùng với hành tây, cần tây và hành bao rô các bạn. Đó, 5 loại này mỗi thứ là 30g các bạn nha. Đó, mình đã sắc nhỏ sẵn rồi đó. Ngoài ra mình sẽ có 30g muối biệt riêng các bạn, tạo độ béo cho cái hỗn hợp nhỏ vô, và 50g bơ các bạn nha. Đó, ngoài ra mình sẽ có khoảng 30ml rượu vang trắng tạo mùi hương các bạn nha. Đó, mình đều rất đơn giản các bạn ơi, món Âu thì đơn giản thôi.
Rồi đầu tiên mình sẽ bắt đầu mình phi thơm nguyên liệu các bạn nha. Đó. Mình sẽ cho bơ vào, mình sẽ đánh tan bơ ra, sau đó mình sẽ cho 5 loại rau củ nãy mình đã cắt nhỏ vào các bạn nha, để mình phi thơm. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cho các loại rau củ mình đã cắt nhỏ các bạn, bây giờ mình xào thơm các bạn nha. Sau khi mà đã xào thơm, bắt đầu mình sẽ cho nguyên liệu lại như là hành cu vào các bạn nha, mình sẽ xào chung. Và sau đó mình sẽ cho tiêu nè, muối nè, cùng với lá thang. Và sau đó mình sẽ cho rượu vang trắng vào để phi để tạo mùi thơm các bạn. Rất là ngon các bạn nha. Và sau đó thì mình sẽ cho quýt viên tiêu vào. Mình xào là cho khoảng 50 phút cho nó hỗn hợp, nó chín và nó sệt lại các bạn. Thì mình sẽ cuối cùng mình cho cái phô mai mozzarella vào là xong các bạn nha. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ cho hỗn hợp mình đã xào rồi các bạn vào trong một cái mai mà mai cua các bạn nha. Đó, mình sẽ cho hỗn hợp vào mai cua. Sau khi mình đã cho đầy cái mai cua, mình sẽ bắt đầu mình vào cho cái phần sợi phô mai sợi á, mozzarella lên trên các bạn nha. Ok, bây giờ mình phủ một lớp phô mai mozzarella nên là mình chuẩn bị đem nướng cả nhà nha. Bạn nào muốn ăn béo hơn, muốn kéo sợi ở nhiều thì cứ cho nhiều và nó sẽ kéo sợi rất là ngon và béo cả nhà nha. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị xong một khay vỏ cua vỏ ghẹ, mình đã cho vào đầy đủ các bạn nha. Đó, cùng bây giờ mình sẽ cho rắc thêm một chút bột ớt các bạn, đó, để tạo cho nó cái độ cay á, thơm khi mình ăn các bạn nha. Một chút bột ớt vào. Ok, và bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng để mình nướng các bạn nha. Thì các bạn dùng cái lò nướng nó heat tinh các bạn, mình chỉ cần cái phần lửa trên các bạn nha, để nó làm nóng chảy phô mai thôi, không cần lửa dưới các bạn nha. Không nếu bạn làm dù là nướng thường cũng được, mình chỉ cần bật lửa trên thôi. Rồi mình cho vào mình nướng ở thời gian nhiệt độ là 180 độ C và thời gian là 5 đến 10 phút các bạn nha. Và đây là cái phần sốt mình sẽ kèm với món này các bạn nha. Thì sốt này theo kiểu người Âu các bạn nha, thì mình sẽ có là giấm các bạn 10ml nè, 1 gram muối cùng với 10 gram mật ong, một chút lá thêm, lá thăm tươi càng tốt các bạn nha, vài hạt tiêu xanh và tiêu đỏ và 20ml dầu ô liu các bạn nha. Mình sẽ trộn cái nguyên liệu này lại với nhau để mình làm sốt dầu giấm các bạn nha. Đó, món sốt này khá là đặc biệt mà rất là ngon nha, ăn đúng kiểu Âu luôn các bạn. Ok, và cuối cùng thì chúng ta đã có một mẻ cua đúc lò pha xi rất thơm ngon cả nhà ơi. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn xong món cua nhồi đúc lò pha xi rồi cả nhà ơi, rất ngon và thơm cả nhà nha. Quá tuyệt vời luôn. Với cái phô mai béo béo ăn kèm các loại nguyên liệu rau củ chung với phần thịt cua, cua tươi ngon, trời ơi quá tuyệt vời cả nhà nha, cho cả phần sốt dầu giấm chua chua và ngọt nữa các bạn, và ăn kèm với một chút rau salad đó, cà chua, quá ngon cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà có những bữa thư giãn với món ăn này nhé, hẹn cả nhà ở những clip sau, bye bye.